Nước Bắc Tống, thế kỷ 14, trời trong xanh, đất mát lành, mọi thứ có vẻ là đang rất tuyệt vời. Trừ việc nhà nước đánh thuế dần như Gordon Ramsay đánh trứng. Đánh mạnh vãi lồn. Ôi không, tôi bị đánh thuế quá nhiều, tôi không thể sống ở đây được. Tôi sẽ chạy đến lược sơn bạc trốn, vì đây là chỗ đầm đầy hiểm trở, dễ thủ khó công. Tôi sẽ chiêu mộ những kẻ phạm tội có hiềm khích với triều đình lên đây hội quân với tôi. Ha, thế chúng ta sẽ trồng trò tăng gia sản xuất để sinh sống đúng không? Không, chúng ta đi giết người qua đường và cướp của họ, vì chúng ta là tội phạm. Yeah. Thế thì chúng ta đâu có hảo hán lắm. Nhưng chúng ta thỉnh thoảng can thiệp vào những chuyện bất bình. Yeah! Và đó là cách Lương Sơn Bạc, căn cứ của cập thời Vũ, Tống Giang và 107 vị hảo hán khác được thành lập. Thủy Hử không phải là cuộc trò chuyện giữa Thủy và một người đang cố gọi người tên Thủy, mà là một tác phẩm trong Tứ Đại Danh Tác của Trung Hoa. Tứ Đại Danh Tác là 4 tác phẩm được cho là VIP Pro nhất của văn học cổ điển Trung Quốc, bao gồm Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồng Lầu Mộng và Thủy Hử. Tác phẩm này hay và giá trị đến nỗi tới giờ người ta vẫn chưa quyết định được tác giả của nó là Thi Nại Am hay là La Quán Trung. Thủy Hử kể câu chuyện về quá trình tập hợp, trỗi dậy và thất bại của một cuộc khởi nghĩa nông dân vào thời Bắc Tống xung quanh Lương Sơn Bạc, một vùng địa hình hiểm trở, nhiều đầm lầy, ốc đảo, thuận lợi cho việc trú ngụ, mai phục, có thể vừa công vừa thủ. Lý do cuộc khởi nghĩa diễn ra thì cũng giống như bao cuộc khởi nghĩa nông dân khác, thuế má quá cao, nhiều người không muốn chịu chính sách tận thu thuế của triều đình nên đã bỏ nhà lên Lương Sơn Bạc lập căn cứ, cướp bóc sống qua ngày. Ngoài thuế má thì còn có sự thối nát của nhà Bắc Tống nên nhân dân mới nổi dậy. Sự thối nát này được thể hiện rõ trong quá trình thăng tiến của Cao Cầu, nhân vật đầu tiên được nhắc đến trong truyện. Cao Cầu là tên họ Cao đá cầu giỏi, hắn chỉ biết hai thứ: đá cầu và mưu hèn kế bẩn. Đá cầu giỏi giúp hắn lọt vào mắt xanh của quan, mưu hèn kế bẩn giúp hắn leo lên chức thái úy, một chức quan to trong triều đình. Việc có một nhân vật như Cao Cầu thể hiện sự thối nát của xã hội bấy giờ, khi một thằng vô học vô đạo bất nhân leo lên nắm chức cốt cán trong triều đình. Cao Cầu là một trong tứ đại ác nhân của Thủy Hử, ba kẻ còn lại là hoạn quan Dương Tiễn, thái sư Đồng Quán và thừa tướng Sái Kinh. Phe ác có 4 người, còn phe tốt có 108 vị hảo hán, và kết cục là 108 vị hảo hán bị đánh cho tơi bời. Đúng vậy, 108 vị hảo hán, 216 hòn bi, võ nghệ cao cường, nhưng cuối cùng vẫn thua 4 kẻ với 6 hòn bi. Trong Thủy Hử ai cũng có cho mình một biệt hiệu, có những cái tên nghe rất kêu như là Cập Thời Vũ Tống Giang. Cập Thời Vũ nghĩa là mưa tới kịp thời, chỉ Tống Giang là một người rất hay ứng cứu người khác trong hoạn nạn. Chí đa tình Ngô Dụng, tức Ngô Dụng mưu trí sáng tựa vì sao. Báo tử đầu Lâm Sung, tức Lâm Sung đầu bi rây. Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, tức là anh thắng hóa dòng luột mây. Nhưng cũng có vài cái tên khá là củ chuối, hóm hình như Tiểu Toàn Phong Sải Tiến, tức là Sải Tiến cân lớp nhỏ. Hoa Hỏa Thượng Lỗ Trí Thâm, tức là ông sư tiền trí gian bùng hoa. Cấp Tiên Phong Sách Siêu, tức Sách Siêu hay cầm đèn chạy chiếc ô tô. Trong 108 vị anh hùng, có 36 vị là chủ tướng, 72 vị là phó tướng. Theo như sách kể thì hầu hết các vị này đều thân hình to lớn, vai nằm tấc rộng thân mười tấc cao, nghĩa là vai rộng 1 mét và chiều cao thì ba con mẹ nó mét, tức là mấy hảo hán này to như mấy con tiểu tái tần. Nếu sinh muộn khoảng 600 năm thì thứ họ chống lại sẽ là sự bất công trong giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. 108 anh hùng NBA. Trong 108 vị thì có 3 nữ anh hùng, gồm Cố Đại Tẩu, Tôn Nhị Nương và Lương Sơn đệ nhất mỹ nhân Hỗ Tam Nương. Chắc là vì trên Lương Sơn có mỗi 3 mống phụ nữ. Lương Sơn Bạc thủa đầu là cõi của Vương Luân, nhưng Vương Luân là kẻ tâm địa hẹp hòi, bất tài đố kỵ, nhiều lần xua đuổi các hảo hán, nên về sau bị Lâm Sung đầu báo chém chết. Tôi Tôn Tiểu Cái, một kẻ ăn cướp lên làm trại chủ. Tiểu Cái sau đó bị trùng tên độc chết, nên chức vụ này được truyền cho Cập Thời Vũ Tống Giang, người bị vợ cắm sừng, giết vợ rồi phiêu bạt lên Lương Sơn Bạc. Vào thời Tống Giang làm chủ, Lương Sơn phát triển nhất, tập hợp 108 vị hảo hán, quân lực dồi dào, nhiều lần đánh bại được quân triều đình. Tuy nhiên Tống Giang nguyên là người làm quan, tư tưởng tận trung với nước, nên sau này dẫn dắt anh em Lương Sơn Bạc về quy phục triều đình. Đây là một nước đi không hề hay đầy của Tống Giang, vì sau khi quy thuận triều đình, 108 vị hảo hán bị điều đi đàn áp 3 cuộc khởi nghĩa nông dân khác. 3 cuộc đầu đều thắng lợi, đến cuộc khởi nghĩa Phương Lạp, quân Lương Sơn Bạc tổn thất nặng nề, hơn một nửa tử trận, hơn 20 người bị ốm chết trên đường về, trong đó có cả Lâm Sung đầu báo, người truyền ninh cho 10 vạn cấm quân. Những người sống sót trở về làm quan thì về sau bị tứ đại ác nhân hại uống thuốc độc chết như là thủ lĩnh Tống Giang, Lý Quỳ, hoặc Tự Vẫn Như Hòa Vinh, Nguyễn Tiểu Nhị. Chỉ có một số ít người từ quan về ở ẩn thì sống sung túc như là Võ Tòng, Lý Ứng. Trong chuyện thì tứ đại gian ác chả bị làm sao, sống khỏe và tiếp tục gieo rắc sự bất công trong xã hội. Vì sao lại thế? Thực ra là bản chuyện gốc chỉ kết thúc ở 70 hồi đầu, khi các hảo hán Lương Sơn Bạc tụ họp, quân lực cực kỳ mạnh mẽ, là một đối trọng với triều đình. Vua thời đó sau khi đọc xong bản chuyện này thì đã giam Thi Nại Am lại, bắt viết một bản khác mà kết cục là triều đình thắng thì mới thả. Không thể là ma không đầu, Thi Nại Am lo sợ, gọi học trò La Quán Trung tới và hai thầy trò tô vẽ thêm những trận chiến sau, cùng kết cục tủ nhục của anh em Lương Sơn Bạc.
Một lý do mà tôi thấy 100 vị hảo hán Lương Sơn Bạc thất bại là do nội tại và đường lối. 108 vị hảo hán thực chất không phục vụ mục đích tập thể mà chỉ vì mục đích cá nhân, cướp của người giàu chia cho chính mình. Không những cướp mà còn giết tàn bạo. Trong số này cũng có nhiều thành phần, nhiều ông được gọi là hảo hán cũng chỉ vì to khỏe và đánh nhau giỏi. Hữu dũng vô mưu, những kẻ lỗ mãng đầu trộn đuôi cướp suốt ngày uống rượu, có nhiều hành động quá trớn, vô đạo như Lỗ Chí Thâm đi phá hết chùa này chùa nọ, Võ Tòng thảm sát hơn 15 người ở nhà Trương Đô Giám, kể cả người được cho là mưu trí nhất, Trí Đa Tình Ngô Dụng cũng không hẳn là mưu trí lắm, không thể hiện được mấy ngoài việc bày kế đi ăn cướp, hại người lợi mình. Tống Giang thì cũng từng bày kế hại Tần Minh, từ chỗ một người có gia đình đề huề, quan tước bỏng lộc trong sạch, thành tội đồ phải giạt lên Lương Sơn Bạc. Lâm Sung tuy võ nghệ cao cường, nhưng gan nhỏ, nhu nhược cù chỉ ngược, thấy vợ bị hãm hiếp cũng không dám làm gì. Hai trong ba nữ hảo hán cũng là những người tư cách không đẹp. Tôn Nhị Nương thì chuyên đánh thuốc mê người đi đường để giết thịt làm bánh bao. Cố Đại Tẩu thì lập lầu xanh sòng bạc, sát sinh bán thịt trâu bò. Có ý kiến cho rằng 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc là tập hợp những kẻ đầu đường xó chợ nhưng có sức mạnh, nên hoành hành cướp bóc và tự cho mình là hảo hán. Một trong những bài học khá đắt giá của Thủy Hử mà sẽ khiến nhiều chị em không vui là phụ nữ là nguồn gốc của mọi hiểm họa. Ví dụ như Lâm Sung vì vợ xinh đẹp nên bị con nuôi Cao Cầu là Cao Nha nhòm ngó hãm hại, bị đẩy lên Lương Sơn. Tống Giang bị vợ cắm sừng, uy hiếp, cuối cùng cũng phải giết vợ mà bỏ đi. Võ Tòng bị chị dâu gạ gẫm, không đồng ý. Về sau chị dâu thông đồng với Tây Môn Khánh giết anh Võ Tòng. Kết cục Võ Tòng nổi giận giết cả hai và phải chạy trốn. Nói chung thì Nại Am hay La Quán Trung muốn nói là phụ nữ là nguồn gốc của mọi niềm đau, nhưng nó đi cũng phải nói lại. Trừ những họa phụ nữ gây ra, thì số họa còn lại là do các hảo hán óc chó, kiêu ngạo, bất cẩn, nhu nhược, khôn lỏi, tự dứt bỏ thân. Nói chung Thủy Hử là một tác phẩm hay, đáng đọc, và mỗi lần đọc ở mỗi độ tuổi bạn sẽ có một cảm nhận khác nhau. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.